Vâng, thay mặt mọi người xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 năm 2019. Vâng, rất vui được gặp lại các bác trong video test dàn ngày hôm nay. Vâng, hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một model dàn chung 4 thớt. Vâng, bộ dàn chung 4 thớt này là bộ dàn Kenwood A9. Kenwood A9 các bác nhé. Trên cùng là thớt CD này. Thứ hai là thớt âm ly này, equalizer và radio, nó sẽ làm ở trên thớt này. Và tiếp theo đây là âm ly với được thiết kế hai dàn đèn hiển thị số đấy, rất đẹp. Và dưới cùng đây nó sẽ là băng dây. Vâng, bộ dàn này Kenwood A9 này chạy điện 222 cầu, tất cả các cầu điện em đã gạt sang 220V. Vâng, cái dòng dàn chung bộ A9 B9 này là nó khủng nhất trong cái các đời dàn chung của Kenwood, bởi vì nó có một loa lóc ở trên này, loa lóc kèm Kenwood rất là hay, bởi vì cái loa này nó lan tỏa 360 độ như cái loa tầm dài, rất là hay các bác nhé. Đây là loa lóc, và đôi loa này sẽ đánh hai cầu check đôm và chung rất là to. Vì chung rất là to và một bát 16. Thì cái bộ dàn chung này thì đa số bát đến 16 là dàn chung các bác nhé. Với kích thước của bộ dàn này là chiều ngang là 75, chiều cao là 45 và chiều sâu là 30 đến 32 các bác nhé. Đây, trong cái khoảng như vậy. Thì bộ dàn hôm nay em test này nó đẹp xuất sắc, tất cả các chức năng chạy ok hết. Em sẽ xoay đằng sau luôn, chỉ các bác các đường cắm đấu lối. Thì cái bộ dàn này đây, các bác cắm đường tivi mạng vào, sẽ cắm vào đường in này, nó rất là nhiều đường vào. Đây là một đường in này, đường in này là đường in in LD các bác nhé. Thì tí ở trên mặt đường thiết ta sẽ để LD, còn nếu như ta cắm vào đường in play này video này thì ta sẽ bật vào video. Và tiếp theo đây còn một đường MD DAT nữa, như vậy là nó có 3 đường vào, thoải mái các bác cắm các thiết bị ngoại vi bên ngoài, ví dụ như máy tính, điện thoại, laptop, là các bác chỉ cắm hết vào và chỉ chuyển mạch đằng trước là ok thôi. Vâng, tất cả các cầu điện là em đã gạt sang 220V. Đây thông số kỹ thuật của nó đây, chạy cầu 110 này, 220V này. Vâng, với công suất là 170W các bác nhé, made in Japan. Cái bộ này A9 này nó đánh nhất là khủng. Các bác có thể là ghép được surround này, surround với LR là về trên này, ghép được sen này, và ta có thể là ghép được súp ở những cái bộ dàn này, súp này, sen này, surround này. Ghép được những bộ dàn này, ghép được đủ đường ra, ghép được như là A97. Đây, công tác gạt điện em đã gạt sang 220V hết rồi. Thì hai cầu loa các bác chú ý, khi bác nào mua về thì em không phải giới thiệu với các bác và hướng dẫn nhiều nữa, thì em sẽ xoay luôn. Trên này của nó loa là cầu xanh đen các bác chú ý này, xanh đen này, loa thì made in Japan này, cầu xanh đen này. Thì ta sẽ đấu vào cầu xanh đen này, xanh và xanh và đen và đen. Đấy là cầu bên dưới. Bên này cũng vậy, đấu theo hàng ngang, xanh đen bên này thì ta sẽ đấu vào xanh đen cầu dưới. Còn cầu trên này là đỏ đen. Đấy, đỏ đen này. Thì ta sẽ đấu vào cái cầu đỏ đen ở đây. Cứ đỏ và đen theo hàng ngang, adidamly là theo hàng ngang. Đấy, bộ dàn chung Kenwood B9 này nó rất là khủng mà. À, cái đời gần như là khủng nhất trong đời dàn chung rồi, bởi nó ghép được súp này, ghép được center này, ghép được surround này. Đấy, bộ này là như vậy. Và điện, nguồn điện em cắm 220V, rất là thuận tiện cho các bác mua về nghe nhạc tí tách ở trong phòng. Những bộ này đặt trong phòng 25-30m² và đánh cũng ok. Vâng, để vào đi vào test chi tiết của bộ dàn này thì bây giờ em đây đang chạy đường tivi mạng LD đấy, vừa em cắm LD em bật đường LD.
thì cái vị trí để chuyển đổi các đường ngõ vào của nó thì nó sẽ là ở nút input đây. À, nút input đây. Đây là đang ở là D này, ta sẽ chuyển tiếp này. Thì ở đây là mặt trên mặt đã thay đổi này, ta cứ ấn vào cái nút này thôi. Đấy, thì trên mặt nó sẽ thay đổi, đây là D này, CD này. Đấy, và đây là radio này. Ở cái bộ dàn này là radio FM bắt full 108, thoải mái các bác bắt các đài FM của ở Việt Nam mình nhé. Đây là radio này, quay băng này, và MD DAT là một đường vào tiếp theo này, video này. Đấy, đây là D, em đang chạy đường là D, em cho chạy đường là D. Và dò, đây là các chức năng dò radio, băng này, và dò tiến dò lùi này. Đấy, đây em chưa đấu anten nha, cho nên là em cũng vâng, khi chạy thì nó có hai đèn đồng hồ vẫy rất đẹp, báo thông số to nhỏ đấy. Chức năng của nó là đây là quay băng, đây là băng dây cửa A đang chạy các bác nhé. Vâng, băng dây thì bây giờ cũng rất là ít các bác sử dụng, cho nên là em chỉ test cho nó chạy thôi. Các nào mà muốn về nghe hay hoặc là nghe ấy thì các bác vệ sinh đầu từ thay dây cu loa thì nó chạy sẽ ngọt ngào thôi. Đây là cửa A đã chạy này, đây là cửa B này. Chạy rất ok. Còn Zalio thì bác chuyển với Zalio đấu dây anten rồi thôi. Đây Tuler sẽ chuyển về tường Tuler. Đấy thì đấu dây anten ở đây, còn sóng lên sẽ nói. Đây em chưa đấu dây anten. Tiếp theo là CD, thì CD nó cái này nó ben mở, cho nên là các bác ấn nút ra vào nó sẽ ở nút này, vừa ra đĩa vừa ra ben luôn này. Ra đĩa. À, ta sẽ ấn tiếp nó vào, ben tự ập lên. Và con này nó rất hiện đại, ben mở rất hiện đại. Khi vào như này thì các bác sẽ ấn play.
Đấy, pha lê thì khi nhận đĩa, đĩa nhận thì ở dưới sẽ tự động chuyển về CD. A9 này nó có giá là 5.200.000 đồng, không bao gồm cước phí vận chuyển. Và ngày hôm nay mùng 7 tháng 3 giá năm thanh thì cũng rất là nhiều. Như clip trước em giới thiệu với các bác liên hệ với em theo cái số điện thoại em thông báo. Và em sẽ dành chút thời gian test và giới thiệu với các bác tất cả những mẫu giá lạ mới xuất hiện trên tại cửa hàng. Và những mẫu giá truyền thống quen thuộc các bác liên hệ những cái xem tham khảo các link trước em test khi đặt hàng trước khi gửi hàng em sẽ test ok tất cả các chức năng. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Và em xin nhắc lại là mua giàn này có giá 5.200.000 đồng, không bao gồm cước phí vận chuyển các bác nhé. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác.